anh em ơi, chạy quá chạy rồi. Thì chỗ này cái đường chạy ra này là không sót luôn đó các bạn, chạy vô rồi mới có sót ha. Thả cho chỗ này sẽ bắt ra nó anh em ơi, nhưng sẽ phát rồi. Rồi gán cơm luôn các bạn ơi. Rồi ghé đi ăn cơm đi. Mưa tới à. Cơm ghé đi cắt nữa mưa tới à. Nghỉ rồi. Cỡ 29 gì mới cắt nữa. Tính sáng vô cho ông đuổi luôn rồi không đuổi. Cơm. Cơm cho tăng cơm đi. Đây cơm các bạn ơi. Bên nào kêu trước đi trước hả? Ôi mồi gì ngon ngon không nè. Ừ, qua rồi chạch trơn luôn. Đi anh em ơi, mâm đi. Đấy giờ mâm rồi hả? Đây, 115 các bạn, đậu lên cơm. Rồi, cơm xong làm tiếp các bạn ơi. Muốn đẹp con rồi, nó chạy hơi chậm nha em. Ăn nước, thọ nước chứ. Trong xếp các bạn, nó sập quá tráng mà nước nó còn dưới chân á. Đây
cắt lúa đứng. Đó, bây giờ tốc độ anh muốn xẹp của ảnh nè các bạn. Quá trời lúa xẹp khó chạy anh em ơi. Rồi đang ra các bạn. Chạy lam hay xong rồi. Rồi nó bỏ anh em ơi. Hôm nay diễn viên An Giang, xã này chưa biết xã gì. Nay chở vô mình chạy lại các bạn ơi, còn biết xã gì nhưng mà biết diễn viên An Giang. Hôm nay như đồng gần núi, gần trà, gần rừng trà Trà Sư đó các bạn. Cái này cỡ này ba đồng này đang mở ha. Cũng gần đồng này mở cũng gần cuối vụ hè các bạn ơi. Họ chạy ghê không? Tắt ở đây khuôn nhỏ nhỏ rồi các bạn, không có khuôn lớn, khuôn hai ba công không á. Thì khuôn lớn thì vô mới dặn đất T6 rồi mới có khuôn lớn ở đây, đất người dân tộc anh em. Thì khuôn nhỏ nhỏ vậy đó. Ở đây bị mưa sập quá sập. Con này lên cái tem 115, nhất tự nó 105 mà. Dưới lại cái bồn rất là bự luôn các bạn. Siêu to khổng lồ. Rồi đúng chữ ta. Rồi bị gì các bạn ơi, biết bị gì đậu đây rồi. Thôi thì mình lại máy kéo quay các bạn coi anh em bị búa rồi chơi máy kia máy cắt bị gì rồi. Nó khối à. Rồi, lại xe này. Cái này chắc đợi thêm con nó qua xe này lưng quá à. Dễ gì đâu con nhỉ. Thấy gì nữa. Ừ. Rồi, xe rất là dài luôn các bạn. Đó, đó. Từ 2 bao gì các bạn ơi. 8 10. 2 bao xe này rồi cũng cậu lớn nha. Bị gì đậu rồi. Quá gió bữa này quá gió.